Xong chưa Ngọc ơi? Rồi. Quần áo chuẩn bị xong xuôi chưa? Ngon nói. Đấy rồi. Chuẩn bị anh em mình lại chinh chiến cái vườn nhãn vườn vải đâu quý vị. Mùa này không tranh thủ là nhãn nó hỏng hết. Hello, xin chào cả nhà nhá. Xin chào tất cả quý vị khán giả nhá. Xin chào Đức Thối, xin chào. Đấy thì cái ngày hôm nay anh em mình vẫn tiếp tục bẻ nhãn. Thế nhưng mà có một cái gọi là một cái gì nhỉ? Một cái cực kỳ là hay luôn. Và cái bí ẩn, không gọi là bí ẩn, mà cái khả năng của một người cực kỳ là giỏi. Biết trèo cây, rồi là hái quả, rồi là đủ thứ luôn. Thế nhưng mà không phải là người bình thường. Đấy, ông đang chặt cây để làm củi. Ông né ra đi. Cái này có máy cưa thì ngon nhỉ. Có đập được không? Được. Đây, hồi này cái này hồi xưa 3 tuổi tôi làm suốt. Chưa. Để nhãn nhìn thấy thôi nhưng mà nó chắc lắm. Gỗ này chắc, gỗ chắc như là. Gỗ roi. Rồi. À, cái này gỗ roi à? Ừ đúng rồi. Rồi được. Đấy đấy. Ông cứ chuột đá vào luôn cái trái nó được lâu. Đấy, cái ngày hôm nay là mình sẽ phải giới thiệu quý vị. À, mấy các bạn này trật tự đây. Giới thiệu quý vị là một người mà có khả năng trèo leo khủng khiếp luôn. Đấy, nhưng mà không phải là đàn ông. Nó là một phụ nữ. Và phụ nữ là rất là trẻ mà một phát là lên tận ngọn cây luôn. Trò giỏi hơn đàn ông. Đây quý vị này. Như sóc. Đấy, đây gọi là như là sóc luôn. Thoát 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 thoát. Qua cành kia được. Chào em nhá. Vâng, em chào anh. Đấy. À. Đấy ngày hôm nay nó đặc biệt là cái đặc biệt ở chỗ này. À, hôm nay là Ngọc thử sự trèo lên đỉnh ngọn đấy xem là cái độ bỏ dép ra. Ông vừa đeo dép đấy lên nó trơn, cái cây nhãn này nó mới mưa xong. Thử xem cái khả năng leo trèo và chịu độ ở trên đấy thế nào. Ây da. Cái cây nhãn này ở nhà mình nó là một cây nhãn cao nhất. Mình lên tầm này là chân run rồi quý vị ạ. Run chưa? Run rồi đấy. Cây cảnh ấy khô đấy, cũng bấy luôn. Đấy. Nhiều lúc không may mà chật vào cái chỗ đấy hết hơi. Ô. Thế ông lên không mang bao à? À quên. Có, em mang bao rồi. Biết à. Em mang một cái thôi. Đấy. Đưa cho chú cái bao ấy nào. Đã lên đây rồi sẽ quận giới thiệu với quý vị các bạn là cái sự khả năng đặc biệt của cô gái trẻ này như thế nào. Trèo leo như sóc. Mình trèo lên đây đã cảm thấy nó hơi bị tim nó hơi lui ra ngoài đấy. Ây chà. Không lên được. Mãi không lên được tới đây luôn. Cái cây nhãn này nó rơi tầm khoảng 20-10 mét. Có rất là nhiều cành khô. Đây cái cành này khô. Đấy. Quý vị có thể được. Cái gì đấy Ngọc ơi? Ông cứ đứng bên đấy cứ úi giời là hết hơi nhá. Cái cành đấy khô kìa. Cành đằng sau ông cũng khô kìa. Ờ ok. Nào Việt đứng nuôi cho chú, cho cái cành này chú nhá. Rồi đấy. Rồi. Ta lên đến đây. Phải tìm cái chỗ là chắc chắc an toàn mới đứng quay được cho quý vị xem. Cái khả năng gọi là siêu phàm. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À quên, anh không xin lỗi. Anh xin lỗi bởi vì là anh lại hỏi tuổi phụ nữ như thế. Anh là một cô gái rất là trẻ. Em chưa 18. Em chưa 18. Được. Và khả năng leo trèo của bạn này thì cực kỳ là khủng khiếp luôn.
bẻ nhãn rồi là đủ thứ đủ trò. Cây nhãn này cực kỳ là ngon luôn. Cây mọi này người ơi, là... quả to lắm mọi người ạ. Quả rất to. Quả to nó thơm luôn. Mình ăn thử cho mọi người xem nhé. Quả to chưa? Quả to đấy. Cây này gọi là thuộc cây VIP nhất ở trong vườn. Ngọt lắm mọi người ạ. Đây, như quý vị chứng kiến đấy. Nhanh như sóc. Hay cứ gọi nó sóc đi. Chưa hỏi tên chứ cứ gọi là sóc đi. Ngoài cây nhãn với vải này em còn trèo được khả năng trèo cây gì nữa? Em trèo dừa, trèo cau anh ạ. Anh à? Trèo dừa, trèo cau. Ngọc có trèo dừa không? Cái gì hả các bạn? Có trèo dừa không? Dừa. Dừa là phải cho máy cẩu cẩu lên chứ trèo không được. Thế cau? Cau thì lại càng không. Thế thì thua rồi. Em vừa giới thiệu là em trèo dừa được cau, thế là cua ngọc cua rồi. Thế là tí nhờ em xem là cái khả năng trèo cau như thế nào nhé. Có cần về dụng cụ hay là cái gì nữa không? Em không ạ. Trèo tay không? Trèo tay không. Ai chà. Hồi xưa là em ở trên đấy à, trên gần núi hay là có khả năng gì mà được đào tạo từ bé mà có khả năng gì vậy? Vì ngày xưa nghèo quá mọi người ạ, nên là mình hay đi trèo thuê ấy. À. Thuê lấy tiền nhé mọi người. Đây là gọi sau cái thời gian mà được đào tạo từ bé đây là cái khả năng nó vượt trội. Anh hồi xưa cứ trèo cái cây nhãn nó bé bé bị gãy cành hay là cũng hơi ghê ghê. Chứ trước cũng trèo cũng ghê lắm. Nhưng căn bản là người mình nặng. Nên là khi ngồi những cái cành bé bé là cũng ghê. Đấy. Quý vị có thấy lăng là trèo như hái rất là nhanh tay luôn. Nhiều người đàn ông còn thua xa, khẳng định là một điều như vậy. Không có thể là ai có thể trèo lên được cái cây đây. Như quý vị nhìn thấy này, độ cao xuống dưới kia không phải là chuyện bình thường mà có thể là làm được. Tuyệt vời, tuyệt vời, thật là tuyệt vời luôn. Một cô gái rất là nhỏ nhắn, khả năng là cân nặng là cũng chỉ tầm chắc là trên 40 thôi em nhỉ. Nhưng mà rất nhanh luôn. Đối với công việc mà trèo cây này thực sự là một công việc cực kỳ là nặng mà nguy hiểm. Sảnh ra một cái là có thể gây nguy hiểm đến tính mạng ngay. Ngã từ trên độ cao ngã xuống rất là mệt mỏi. Thế là em trèo cây như thế này thì được khoảng bao nhiêu năm từ khi mà biết trèo? Em trèo phải mấy tuổi là em đã trèo rồi á. Mấy tuổi đã biết trèo rồi? Vâng. Là ghê gớm. Ông Ngọc mấy tuổi trèo rồi? Hả? Mấy tuổi biết trèo rồi? 25. Hay là ông trèo biết... gì? Trèo cây. Trèo cây gì? Tôi đang hỏi trèo cây. Trèo cây đi. Bao nhiêu lâu rồi? Biết trèo cây bao nhiêu lâu rồi? Bây giờ mới ra ngoài này mới thấy cây trèo. À hồi xưa Ngọc toàn trèo cây ở trong trong lò. Hồi xưa là công nhân than mà. Nhưng mà Ngọc nghe chừng là bẻ bẻ cành nhiều hơn là vặt quả sao ấy. Ấy. Quý vị nghe thấy không? Rắc hết cái cành luôn. Đấy, em thì bẻ cành nào ra cành đấy luôn. Mình hôm nay nhiệm vụ cũng khá là vất vả đấy. Cứ đứng một chỗ để cho quý vị chiêm ngưỡng cái khả năng của em. Bởi vì là vào vườn nhà mình mua nhãn thì thấy khả năng của em hay quá nên là để quay cho quý vị khán giả chứng kiến được cái khả năng của em cực kỳ hay. Một ngày như thế này em trèo này thì hái được khoảng bao nhiêu tạ nhãn như thế này? Cũng tùy ạ. Hôm thì em hái được
đi sớm từ 5 giờ đến 12 giờ trưa ấy. Thì cũng hái được một cái cây này. Ai chà. 5 giờ gọi là 6 tiếng, hơn 6 tiếng. Hái hết cái cây này thì cũng kinh khủng khiếp đấy quý vị. Cây này nó cũng dã man đấy chứ không phải ít đâu. Cây này là bao nhiêu năm tuổi rồi? Cây này là tính đến năm á. Tính năm nó phải trên 30 rồi. Bởi vì là khi tôi chuyển ra đây đã có cái cây này rồi. Và cái cây này đã cắt côn đi đến cái chỗ chân của ông ấy à. Đấy. Mà cái cành này nó lên là được 3 năm, 4 năm rồi. Năm nay mới là năm thứ 2 mới thu lại. Dạ mà đấy. Hôm nay là chứng kiến cái khả năng của em là lẻ phục luôn. Để tí nữa bây giờ mình cũng phải gác máy để đi bẻ nhãn cùng giúp em một tí. Nói chung là cũng chưa được lên đạt lên cái cảnh giới đấy đại hiểu không? Này mà thách đấu với kiểu cái gì này, vua khỉ miền Tây. Nhưng mà mình nhìn trên nhiều cái đoạn mà nó cắt cây, cắt cây trên trên thân của cắt cây rừng, ví dụ nhìn nó cũng cảnh nhưng mà nhìn cái cây